Xin kính chào quý vị và xin kính chào các bác. Tôi là Phùng Ngọc Tĩnh. Trước tiên cho phép tôi xin gửi tới quý vị và gia đình lời chúc sức khỏe và bình an. Còn chủ đề ngày hôm nay thì nhiều bác đã theo dõi rồi thì đã biết tôi là một người có một cái niềm đam mê rất lớn với cổ vật nói chung và gốm sứ nói riêng. Và chi tiết đây nữa thì một dòng gốm Việt cũng là một dòng gốm mà tôi có một cái sự quan tâm đặc biệt. Nhưng mà vì nhiều lý do khác nhau thì có thể nói là cái bộ sưu tập về gốm Việt của tôi hiện nay vẫn tương đối khiêm tốn. Nhưng may mắn gần đây thì tôi đã mua được một số gốm Việt. Thì trong đó có những món về men ngọc và đặc biệt là dòng gốm chu đậu. Thì dòng gốm chu đậu thì tại sao nó lại là một cái tạo ra một cái niềm hứng khởi đặc biệt dành cho tôi vì đó chính là tôi là quê hương hải dương và các lò gốm chu đậu thì các bác biết rồi đó chính là thuộc về nam sách ở hải dương và nó cũng xuất phát từ cái quê hương việt nam nói chung cái tình cảm và đặc biệt là quê hương hải dương nói riêng thì cũng không khó hiểu khi mà tôi cũng có một cái niềm đam mê rất lớn dành cho cái dòng gốm chu đậu này và nó đơn giản nó không vì cái tình quê hương nói riêng thì ngoài ra thì càng tìm hiểu tôi càng thấy là cái dòng gốm chu đậu này nó có một cái vẻ đẹp rất mộc mạc, rất thuần Việt và đáng để nghiên cứu và sưu tầm. Thế thì trước tiên tôi xin giới thiệu với các bác những cái món mà trong bộ sưu tập của tôi có ngày hôm nay thì phải dòng gốm chu đậu. Thì trước tiên thì tôi xin giới thiệu những cái món to trước nhé. Thì ở đây là tôi có bốn cái đĩa kích cỡ nó sắp xỉ khoảng 23 cm thì tôi xin được giới thiệu trước với các bác ở đây thì ở đây mời các bác ta cùng ngắm men men của cái dòng gốm chú đậu thì nó đặc biệt nó lại có cái, cái, cái màu sắc đấy các bác chúng ta cùng hình dung này đấy, cái nước ngả màu thời gian này vẻ đẹp của màu tràm này các nét họa tiết rất đặc trưng chú đậu phải không ạ rất mềm mại và bên cạnh thì chúng ta thấy rất là rõ À, nó có những cái yếu tố tuột men và để dưới giác độ nghiêng ánh sáng chúng ta sẽ nhận ra những cái 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 vết tức là cái men bị lạc tinh do ở dưới biển vài thế kỷ Đó. và cái cốt của nó là cái cốt màu trắng của đồ ở dưới biển Đó. Đấy, nhiều bác nào mà cứ vào sao nó không có tem gì sắt vì thực ra các bác hình dung ra nó nằm ở dưới biển rất là lâu năm và nó phụ thuộc vào cái cốt gốm ngày xưa các cụ làm ấy, nó có lẫn nhiều tạp chất hay không cho nó có nhiều thành phần sắt hay không thì nó mới có được các cái lớp men à, các cái lớp tem gì sắt hay không đó mà các bác ta chú ý đấy cả các bác thấy là men rất già phải không ạ đấy, chàm có độ chìm độ lạc tinh và để nghiêng ánh sáng không biết là trên camera thể được không chúng ta nhận ra ngay đồ ở dưới biển vài thế kỷ Đúng. tương tự như vậy thì tôi có bốn có ba cái đĩa khác tương tự như vậy và kích cỡ gần sấp xỉ tương đương, về nét họa tiết cũng gần có nét tương đồng có phải không ạ? đó và đấy, các bác cứ nhận ra những cái yếu tố lạc tinh, các nét mộc mạc, màu màu men đặc trưng, màu hơi ngả xám cho một chút phải không ạ? và đây lại có cái màu um, ta gọi là màu những cái nớp sơn màu chocolate, màu sô-cô-la ở dưới chuôn đế cũng rất điển hình và đặc trưng. Mà hôm ta cùng ngắm thật kỹ. kích cỡ khoảng tầm 23cm. Và bây giờ tôi xin được búng vào để xem các bác hình dung ra cái, âm thanh của nó nhé. Nó được nung ở nhiệt độ khá là cao. Đó, tỏ cái 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 gốm này là khá là đanh có phải không ạ tương tự như vậy thì đây cũng là một cái đĩa khác đường kính cũng sắp xỉ khoảng hai ba cm và cũng tương tự cái vừa nãy thì cái này chúng ta nhận ra các yếu tố là dưới biển này lâu năm này màu trôn đế cũng có màu sô cô la phải không ạ và các yếu tố cái này thì người ta nhìn thấy rất là lớp dạng du lộ ở dưới rất là rõ các yếu tố và ta mời các bác ta ngắm lại các cái lớp dạng ở bên trong tôi xin để gần camera các yếu tố lạc tinh men tràm họa tiết rất là mộc mạc điển hình đồ chu đậu và tất cả cái yếu tố của đồ dưới biển lâu năm có phải không ạ Đó. và cái này thì phần trên vành miệng người ta cũng để cốt mộc và phía tương tự như vậy đây cái vành đây các bác nhìn này Đó, các cái yếu tố cái men dạng phải không ạ, các yếu tố lạc tinh và cái đĩa cuối cùng trong nhóm bốn cái đĩa to này, đấy mọi người cùng ngắm đấy họa tiết này và món này cũng có dạng các bác nhé nhưng mà cái độ du lộ nó kém hơn cái vừa nãy đấy, họa tiết đặc trưng chu đậu phải không các bác, màu sắc men đấy, các yếu tố này đấy, mà mang ta cùng ngắm đấy. nhìn đã thấy cái già men rồi phải không ạ và thể hiện ngay đồ ở dưới biển nâu lâm và tương tự mấy cái đĩa vừa, vừa rồi thì cái này cũng ở phần chôn đế ở phía dưới người ta cũng quét những cái lớp uh, sơn màu sô cô la và ta cũng ngắm các đường dạ này màu men các yếu tố lạc tinh và tràm Nhờ, mà các bạn ta ngắm lại một lần nữa đó là bốn cái đĩa trong cái bộ sưu tập này Xong còn đây là một cái đĩa nhỏ hơn Thì trước đây người bán người ta đã nhầm lẫn và người ta xác định đó là đồ đời nhà Minh Nhưng mà sau này tôi nghiên cứu rất là kỹ và có tham khảo thêm ý kiến của các bác trên diễn đàn Thì mọi người đến hầu hết Mọi người cũng đều cho đó là đồ chu đậu Đấy, Xin mời các bác ta cùng nhìn nha Đó à, họa tiết rất đặc trưng men tràm các lớp dạn lớp lạc tinh này phải không ạ đây là phần bên trong còn đến đây những cái thủy trì kích cỡ khác nhau các bác cùng nhìn họa tiết này, dạn này cái miệng này các cái nét lạc tinh này cốt này, đúng đặc trưng chú động đúng không ạ đây cũng là một cái thủy trì nữa trang trí hơi khác một chút À, có rất nhiều dấu hiệu à, đặc điển hình đặc trưng của những đồ vớt biển à. các họa tiết này à, rất mộc mạc à. tương tự như vậy đây à, hai cái thủy trì à, mời các bạn ta cùng nhìn à, cách trang trí này các nét gần gần tương đồng nhau phải không ạ à, đây là hai cái trường đế Đồ, các cái dấu hiệu ở dưới biển này lâu năm Đó. các yếu tố lạc tinh đấy đánh vậy không đây là cái hộp phấn thì cái này thậm chí vẫn còn đã đang đang có nắp trường đế này men màu tràm này vẫn còn nguyên lắp nhá các bác nhìn này bên trong đúng đồ vớt biển chưa đó. họa tiết màu tràm trôn cốt nét lạc tinh các yếu tố đó. đây là một cái cặp một cái lọ một số bác cho đây là cái cái, cái cái cặp lọ này là rất là nhỏ qua kích thước tay thôi các bác hình dung ra đó là thuộc văn phòng tứ bảo tôi cũng không có xua sure lắm mà đây các bác cùng nhìn Đó. ở đây là chôn cốt nó có cái phần màu sô cô la ở dưới chôn đế nhưng đã bị bạc màu Đấy, các yếu tố lạc tinh này độ hằn của màu charm. phải không ạ các yếu tố lạc tinh và màu men đặc trưng chủ động à, tiếp theo ở đây thì hầu hết tất cả những món này là vẽ những cái các cái con 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 chim và những cây thực vật khác nhau, à, các bác thấy chim này rất nhiều tư thế khác nhau, cái thì hướng quay đầu cũng khác nhau phải không ạ? À, các họa tiết thực vật này, à, kích thước rất nhỏ, cột chu đậu này, họa tiết phía trước này, tương tự như vậy ở đây cũng có một cặp nữa vẽ chim, đấy các bác thấy này, một con thì đang bay một con thì như đang đi bộ phải không ạ? Các lớp dạng này, à, cây cỏ này các yếu tố về vành miệng này, Chôn đế này, kiểu họa tiết khá giống nhau, nhưng cái thì có dạng, cái thì men khá là trơn lì, đấy, không có dạng. Đúng. mỗi với cái một vẻ ngắm các con chim khác nhau, đẹp lắm các bạn. Đúng. càng ngắm càng thấy thấy thích. đấy như vậy, nhưng mà ở đây thì hai cái món này, một cái là vẽ chim, đấy tư thế đang dang cánh bay phải không ạ? Và một cái thì là chỉ vẽ thực vật hoa lá thôi, Đấy, vành miệng này và trang trí xung quanh vành miệng ừ, các yếu tố lạc tinh à, không cần phải nói nhiều phải không các bác? Đó. À, các yếu tố về thực vật tất cả đều được vớt từ con tàu đóng và cù lau tràm các bác nhé. Còn đây cũng lại tiếp tục hai cái thủy trì vẽ chim Đấy, mà các bác cùng nhìn nó cũng có những cái nét gần gần tương đồng các bác ạ kích thước thì tôi sẽ giới thiệu từ to đến nhỏ dần Đấy, chuồn đế đây là các yếu tố dưới biển này các bác cùng nhìn mỗi cái nó nó vẽ một vẻ không cái nào giống cái nào cả, con chim cũng khác nhau nha các bác nha Đấy. con thì như đang đi, con thì như đang bay con này đang tư thế quay đầu phải không ạ đó Này, tương tự như vậy, ở đây lại hai món này, cũng hai con chim khác nhau. Một con bay như tư thế quay đầu nhưng mà cánh hơi cụp xuống. Còn một con thì giống như đang đi bộ. Phải không ạ? Màu men hơi khác nhau một chút. Đấy, nhưng mà vẫn đặc trưng của chu đậu. Đấy, vành miệng này. Trôn đế này. Đó, mời các bác cùng ngắm thật kỹ nhá. À. Tiếp theo cũng như vậy, ở đây chúng ta lại có hai cái món nữa ở đây. Đấy, còn chim này nó vẽ lại còn rất là đơn giản. Các bạn thấy không? Mỗi một càng một con nó lại một vẻ. Đó, cái yếu tố lạc tinh này. Cái thì có dạng, cái thì không. Như cái này là có dạng này. Đấy, cái bên này thì lại không. Đó. Men này, trôn cốt này. Đó nhìn thật kỹ nhá đó màu tràm à, còn đây hai con hai con này thì một con thì như đang đi bộ nhỏ đấy qua kích thước tay rồi các bác hình dung à? một con thì đang quay đầu vào vào vai giống như kiểu đang ngủ ấy. Ừ, chim các con chim ở tư thế khác nhau à. À, màu men cũng hơi khác nhau một chút phải không ạ cái này có dạ này đó. Con chim này, màu tràm này. À. Ngắm thú vị lắm các bác ạ. À. Ngắm ngắm không biết chán luôn các bác. Cái, cái lọ này thì cũng chỉ vẽ, tôi đang nói trên này thì chỉ vẽ về 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 cây cối thôi. Đấy, cũng có dạng. Đấy, yếu tố lạc tinh này, chuồn đế này, vành miệng này. Còn cái này thì lại không có dạng. À có dạng nhưng mà ít, đó. Dạn nó cũng nhìn nó chim hơn. Đấy, con chim ở tư thế như đang đi bộ phải không ạ? đang ngẩng đầu lên. Như kiểu đang gọi bạn. Đó. Hoa cỏ. Mền đẹp lắm. Và hai món cuối cùng. Đó. Thì ở đây đấy, các bác lại thấy đây, là hai con chim này. Cũng lại rất khác nhau, có phải không ạ? À đấy mấy con chim này à, vành miệng này còn đây là à, chuồn cốt và như vậy là tôi đã giới thiệu với các bác hơn 20 món thuộc về dòng gốm chu đậu thì có bốn cái đĩa lớn và chỉ có mấy chục cái thủy trì trong đó có một cái đĩa nhỏ nữa và cũng thuộc liên quan đến gốm Việt thì ở đây tôi xin giới thiệu với các bác một cái món đó chính là cái âu men ngọc để chân, phải không ạ? Thì cái này thì tôi đã giới thiệu trong nhiều video trước rồi, đó. mời các bác nào chúng ta tham khảo lại, vì nó là đồ của gốm Việt, đồ của cha ông chúng ta, Đấy, mời các bác chúng ta cùng nhau tham khảo. À. Đây là phần bên trong, phần chân men. Chồn đế à. à. các yếu tố vâng wow, tôi đã vừa với giới thiệu với các bác xong bộ sưu tập gốm chủ động trong cái bộ sưu tập của tôi thì tất cả đều không phải là những cái món gọi là chay trưởng đắt tiền gì đâu nhưng mà đó là những con đồ món đồ chuẩn món đồ rất là đại trà phổ biến được trục vớt từ con tàu đám ở cù lao tràm. Thế thì, cho dù nó có thể không đắt, không hiếm bằng ở uh, một vài bác có thể đang theo dõi chương trình này trong bộ sưu tập của các bác. Tuy nhiên, thì tôi rất mong muốn, hy vọng uh, những cái nhà sưu tầm, chúng ta có thể đặc biệt những nhà sưu tầm người hải dương nhé. Thì chúng ta trong nhà của chúng ta trong tủ đồ của chúng ta nên có ít nhất một vài món. Không cần có thể là quá quý hiếm, không cần quá đắt. Thì đương nhiên quý hiếm thì tốt hơn rồi. Nhưng mà chúng ta có những cái món thật sự của gốm Chu Đậu. À để sau này chúng ta nói cho con cháu chúng ta à đấy đã từng có một cái dòng gốm cách đây vài thế kỷ, từ thế kỷ 15. Cha ông chúng ta đã làm ra được các cái dòng gốm có cái màu men đặc trưng như thế này có cái vẻ đẹp mộc mạc của màu tràm như thế này có chôn cốt thỉnh thoảng được màu sô cô la và có những cái nét điển hình của những đồ vớt biển lâu năm và ngày xưa các cụ đã biết đưa các cái món xuất khẩu đi xuất khẩu ở tất cả các nơi trên thế giới thì đó thật đáng quý và thật tự hào để con cháu chúng ta sẽ biết được đó là đó chúng ta đã có một cái dòng gốm chu đậu thật đáng tự hào như thế và có thể các bác nghĩ rằng là của mình thì cái gì cũng hay ơ thử các bác nghĩ nào cũng được tôi đón nhận hết nhưng với tôi là một người đam mê thì tất cả những món gốm việt tôi đã sưu tầm trong bộ sưu tập của tôi tôi chưa bán bất kỳ món nào và chu đậu cũng không phải là ngoại lệ và đến ngày hôm nay tôi giữ và càng ngày tôi càng thấy nó có cái vẻ đẹp rất mộc mạc rất thuần việt và tôi mong các bác cũng trân trọng và cũng yêu quý gỗ việt như tôi thì đó là những cái gì mục đích của tôi tôi không quảng cáo để bán và vì vậy tôi không có cái, cái gì để gọi là uh, tăng cái độ quý hiếm hay là uh, nổ nó lên không quan điểm của tôi như mọi lần đó vẫn là tôi chia sẻ thật những cái cảm nhận của tôi về bộ sưu tập và hy vọng các bác xem cái này nếu thấy có ích thì các bác có thể ở like hoặc chia sẻ thì đó cũng là một nguồn động viên để giúp tôi à, có những cái video tiếp theo và tôi cho phép tôi xin được gửi lời cảm ơn và xin là kính chào các bác.